Xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục về cái lưới Nhật này. Cái lưới Nhật này là lưới Nhật cũ của Nhật đấy. Đây là nguyên sản xuất tại Nhật và nó được sử dụng tại Nhật thì nó có ít sơn này. Hôm nay em về cái lưới màu ghi. Hôm nay hàng về em thấy theo cảm nhận của em là hàng đẹp đấy. Đây là loại khổ khổ là 1,8 nhân mấy cả 5m1 thì 1,8 nhân 5m1. Nhân ra thì nó được vào hơn 9m2 các bạn. Nó có những cái đai này, những cái đai bằng nhôm này. Cái này ngoài đai sắt được các bạn, đai nhôm đấy. Đấy, bên Nhật thì họ làm gì họ làm cũng cẩn thận và tử tế lắm. Đây. Cái này khi mà ánh nắng mặt trời chiếu xuống đây ấy, thì nó sẽ không hấp thụ nhiệt đâu. Nó nhiệt nó chỉ ở đây xong lại phản ngược lại. Cho nên là khi các bác lắp cái lưới Nhật vào ở bên dưới, ở trên cho dù nắng thế nào, ở bên dưới vẫn có cảm giác rất là mát dịu. Không giống như là lưới đài hay là lưới Thái. Lưới đài lưới Thái thì xuống dưới các bác trời nóng các bác cảm giác rất là nóng. Nhưng mà riêng cái lưới này thì cảm giác nó không nóng tí nào. Đấy, lưới này màu rất là sáng. Cái loại lưới đen thì em có nhưng mà lưới đen nó xấu hơn. Nên là đợt này em nhập cái lưới màu xám xám này. Lưới xám này có lưới màu ghi này, em bán là 180.000 một tấm. Đấy, các bác làm vườn lan thì sử dụng cái lưới này ok lắm. Sức bền của nó được hơn 15. Đặc biệt là mưa đá cũng không ảnh hưởng gì. Hôm nay em về được 100 tấm. Mỗi lần hàng về mới thì hàng nó sẽ rất là đẹp. Hôm nay em về thêm các loại lan thì em vẫn truyền thống, em vẫn có thoải mái với cái đồ vũ lữ này. Vũ lữ 70.000 một chậu. Denso là 50.000. Denso mili là đang thanh lý là 15.000. Denso mili này là nó hết hoa thì em thanh lý thôi. 15.000 một chậu, một khóm. Kiếm số 1. Kiếm số 1 này thì em bán là 300. Còn kiếm số 3 là 300. Còn các loại địa lan hoàng kim bảo với thanh ngọc thì lúc nào cũng có. Trầm rồng đỏ em bán là 200. Nay về được thêm em về ít hổ đỏ. Đây kiếm xích ngọc đây. Hoa kiếm xích ngọc nhìn vậy mà lâu tàn vết bác ạ. Nó lở vào trong mùa đông mà. Lở mùa đông thì từ lúc em lấy về đang hoa, bây giờ nó chưa hết hoa này. Đấy. Xích ngọc 500 một chậu, 5 thân. Các bác lấy lẻ thì em bán là 150 một thân đấy. Lấy lẻ thì nó hơi đắt. Đây toàn bộ đây là vườn địa lan. Gồm có hoàng kim bảo với thanh ngọc. Hôm nay em về thêm cái loại hổ đỏ này. Cọp đỏ các bác. Đây. Đây là một loại địa lan rủ. Đây. Em về chan chứa luôn. Đây một chậu cái địa này nó khá là lùn. Nó xinh xinh đây. Một chậu nó có 3 ngồng hoa. Đây là địa lan hồ đỏ. Đấy. Một chậu nó ngắn ngắn xinh xinh này các bác có thể lấy về treo. Bởi vì khi ra hoa nó sẽ rũ xuống, nó không phải ngường lên. Mà nó rũ xuống các bạn. Còn địa lan hồ đỏ này thì em nghĩ là tầm khoảng 20 ngày nữa, hơn 20 ngày nữa là nó lở. Cái này hoa tàn nó phải đến tầm hơn tháng nó mới tàn cơ. Đây, hoa màu đỏ, nụ đỏ chót luôn. Còn trầm rồng đỏ thì đang rụng lá chờ hoa. Trầm rồng đỏ em bán là 200 một chậu. Lăm cánh trắng họng hồng thì là 150. Với cái mặt hàng truyền thống Denso xuân này cũng đang bắt đầu bung dần rồi. Denso xuân em bán là 150 một chậu. Đang nụ. Đây trầm rồng đỏ đây, đang nụ hết này. Còn họng hồng giống này, cao khoảng 15 cm. Họng hồng giống em bán là 70.000 một chậu. Còn nữ hoàng tuyết em đang thanh lý là 100 một chậu. Đây là dòng phi điệp trắng lai trầm trắng. Bên này là giá Ono. Ono đang thanh lý là 80.000 một chậu. Đấy, có mấy mặt hàng thanh lý đấy. Để em phục vụ Tết thật là nhiều mặt hàng cho các bác. Kiếm tiên vũ bên kia thì em bán là 100 một cân. Đấy, hôm nay em chỉ về được mấy loại đấy thôi. Hổ đỏ với cả lưới Nhật. Mai chắc là sẽ về thêm nhiều mặt hàng hơn. Đây điện là hoàng kim bảo đây, 200 một chậu, chí chít lụ luôn. Mạc xuân thì cây nào cũng có lụ. Mạc xuân này lụ nhiều lắm, cây nào cũng có. Này các bạn này, lụ tầm này rồi. Lụ mạc xuân với lụ thanh ngọc với lụ hoàng kim bảo là nó cùng thời điểm nhau, là đúng chuẩn Tết âm lịch nó mới ra. Em bán 80.000 một cân, cây nào cũng có lụ. Các bạn lấy từ 10 cân là 60.000. Còn các loại vật tư thì nhà em đồ ngâm rượu,
thì vẫn có chuối hột rừng này 100, quả sim khô là 150, hạt chuối 100 một cân. Còn bên này là ngọc cẩu đây, vừa hết mùa ngọc cẩu xong, em phải sấy khô để phục vụ bán cho các bác từ bây giờ đến tận mùa hè sang năm. Đây, ngọc cẩu sấy xong khô thơm nức này, đấy các bác. Đấy, ngọc cẩu em bán là 200 một cân, em sẽ đóng vào những cái túi đẹp đẹp như này này. Đây em mua rất là nhiều túi đẹp về. Đấy, túi này là túi bóng bọc kim loại này, rất là an toàn sạch sẽ. Đấy, em đóng tất cả các hàng hóa em đều tự tay em đóng. Còn măng khô các thứ cũng có. Còn đây là móc inox treo Hoa Lan, có loại móc dài. Đây loại móc dài nhất là móc này này, dài 8-90 phân này. Đây, có loại này có thể chịu được 10 cân. Rồi em bán là 9.000 một cái. Còn loại ngắn hơn là loại này, loại móc inox ngắn hơn. Loại inox ngắn này là em bán 5.000 thôi. Đây là inox ngắn 5.000 một cái. Còn bên này là trụ dớn. Trụ dớn thì em bán là 15.000 một cái. Đấy, trụ dớn. Lưới thì em còn có cả lưới đài đây. Lưới đài này khổ 4m x 30m này. Cả cuộn em bán là 1.950.000. Đây, sản xuất tại Đài Loan. Cao sung nét. Còn lưới thái thì em bán là 22.000 một mét. Lưới thái khổ nó chỉ có 2m thôi. Còn phân trắng Nhật. Phân trắng Nhật thì em bán là 280 một cân. Rồi, hôm nay hơi muộn em chỉ quay thế thôi. Chủ yếu về quay cái lưới Nhật để các bác có nhu cầu thì sử dụng. Cảm ơn các bác.